Cũng trong sáng nay tại khách sạn Mường Thanh, Cần Thơ, tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp với một số đơn vị hữu quan tổ chức hội thảo khơi thông dòng chảy hạt gạo Việt Nam. Dự hội thảo có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu lúa gạo, các doanh nghiệp trong ngành lúa gạo từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu. Việt Nam là nước có thế mạnh về xuất khẩu gạo. Năm 2021, sản lượng gạo xuất khẩu lên đến gần 6,3 triệu tấn. Gạo Việt Nam hiện có mặt tại 150 nước và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của thương hiệu gạo Việt Nam chưa cao. Làm sao để Việt Nam tiếp tục giữ ngôi xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới? Tại hội thảo, các diễn giả, các đại biểu sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận để nhận diện những điểm nghẽn, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ, chủ động liên kết, chia sẻ kinh nghiệm để hạt gạo Việt Nam được nâng tầm, góp phần đưa ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát triển bền vững.